khi mà chỉ cách bài Em Không Sai Chúng Ta Sai của Eric chỉ 1% thôi là lúc đấy kiểu tim bắt đầu đập tình nhớ là đang đánh răng rửa mặt ở trong nhà vệ sinh, thế là mọi người mới nói là trời ơi Yến ơi tốt ngô rồi, thế là em bật khóc luôn, em bật khóc mà không hiểu sao lúc đấy lại bật khóc. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không sống, nỡ làm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Vậy thì quá trình thực hiện MV có điều gì đặc biệt, em có gặp những cái khó khăn về kinh phí hay về điều gì cho cái MV lần này không? À, khó khăn lần này ạ? Về kinh phí thì có gặp một chút khó khăn, bởi vì là cái sản phẩm của em thì nó cũng gian nan phết đấy mọi người ạ. Nếu như mà em delay bài của em tận gần 3 năm mới hoàn thiện xong lời và xong cái phần bản phối, thì khi mà bản phối thì cũng gặp trục trặc, bởi vì tận 2, 3, 4 bản phối liền mới quyết định chọn ra được một bản chính thức để mà up lên này. Sau đó thì khi mà quay MV ấy, thì cái ekip đầu tiên đang quay thì có một số những cái trục trặc và phải bỏ dở giữa chừng luôn, nghĩa là đang quay được nửa ngày rồi thì phải cancel hết tất cả mọi thứ và đổi sang một kịch bản khác, bối cảnh khác và một ekip khác nữa. Tại sao vậy? Vì có một số cái trục trặc về địa điểm quay này cũng như là kịch bản, rồi ekip xảy ra một số cái vấn đề cho nên là phải tạm ngừng và quay sang một ekip khác, thì lại phải đổi hoàn toàn kịch bản khác trong vòng 2 đến 3 ngày rất là lẹ, và phải đổi trang phục nữa. Em thì em chuẩn bị cho trang phục là em tự mua ấy, mua đồ xong rồi mua đứt. Thế là xong cái kịch bản này mà không được thì phải đổi sang một kịch bản khác, là lại phải mua quần áo khác. Đấy, thế thôi, còn kinh phí thì cả đã có công ty lo rồi. Không có một cái vấn đề gì hết nữa. Nói chung là bây giờ đã có sự hậu thuẫn từ công ty rồi đúng không? Cho công ty tuyệt vời. Chỉ gặp về những cái khó khăn với ekip và với hồi nãy như là chiếc trang phục đúng không? Mình phải mua mới hết. Chứng tỏ là một cái sự đầu tư từ riêng bản thân Yến là cũng khá lớn đúng không nào? Vậy thì với sau khi ra mắt thì bài hát này đã xóa ngôi Em Không Sai Chúng Ta Sai của Eric, là một bài hit rất là đình đám trong thời gian qua, nhưng mà bài của Yến đã vượt lên Eric trở thành top 1 trong một bài xếp hạng của một trang âm nhạc trực tuyến, thì chắc là rất là cảm thấy tự hào đúng không nào? Cái cảm xúc lúc đấy là hôm nay em vẫn nhớ là ngày thứ hai sau khi mà ca khúc được lên thì nó cứ thăng hạng dần dần, từ top 4 xong rồi lên top 3 xong đến top 2, khi mà chỉ cách bài Em Không Sai Chúng Ta Sai của Eric chỉ 1% thôi là lúc đấy kiểu tim bắt đầu đập tình tình, thế là có bao nhiêu người nhà, người thân, anh em họ hàng, anh trai mưa, em gái mưa, thế là nhờ hết mọi người, thế là bỏ hết liêm sỉ của mình để inbox cho từng người, nhờ người ta cho mình xin một cái share thôi. Và thế là lúc mà tối thì đã vọt lên một phát và bỏ xa Eric tận 10%, nghĩa là rất là xa luôn ấy. Thì thật sự lúc đấy cảm giác em rất là vỡ òa. Lúc đấy thì vẫn nhớ là đang đánh răng rửa mặt ở trong nhà vệ sinh, thế là mọi người mới nói là trời ơi Yến ơi được top 1 rồi, thế là em bật khóc luôn, em bật khóc mà không hiểu sao lúc đấy lại bật khóc. Chỉ nghĩ là ôi, kiểu mình nghĩ lại cái quãng thời gian mà mình những cái khó khăn mà mình đã trải qua này, xong rồi là cái vất vả khi mà mình làm ca khúc này như thế nào, và tự nhiên thấy thương bản thân mình, thấy thương cho những cố gắng của tất cả mọi người mà vỡ òa lên thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo một cái thử thách dành cho Yến, đó chính là cover bài hát mà chúng ta vừa nhắc đến, bài hát vừa bị Yến xóa ngôi, đó chính là Em Không Sai Chúng Ta Sai. Sai. À? Đúng rồi. Hát chay luôn ấy ạ. Đúng rồi. Đúng không? Cover này nhé, một đoạn nhé. Anh thật sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không sống, nỡ làm người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ. Người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo nên thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh làm, nụ cười em đem hết đi, cứ gọi nỗi buồn lại để anh mang. Vậy thì sau cái thành công của bài hát Cái Thế Rời Xa thì Yến đã có sự thay đổi gì trong công việc của mình chưa? Có nhận được nhiều lời mời đi diễn hay là cách C có được tăng lên chưa? Hơi tế nhị à, nhưng mà thôi, hỏi thì cũng trả lời vậy.
Nhận được thì nhận được rất là nhiều. Trước tiên là nhận được nhiều người quan tâm nè. Có rất là nhiều người lâu lâu không nói chuyện rồi, nhưng mà mọi người vẫn nhìn theo cái con đường mình đi, cũng inbox và chia sẻ là ôi bài hát của em mới ra thế này thế kia, và anh chị vẫn luôn ủng hộ cho em. Đấy thì mình cũng rất là vui như vậy. Và nhận được những cái lời mời, những cái show diễn đầu tiên, phòng trà rồi quán bar. Có một cái điều bất ngờ đó chính là thường thường thì em chỉ có hát ballad thôi, kiểu mặc váy xòe công chúa ánh bèo đi hát những cái event, những cái phòng trà rồi là những cái tiệc đấy. Nhưng mà sau cái đợt này thì là rất là nhiều quán bar người ta mời em, và cũng rất là vừa lo lắng vừa vui sướng nữa, bởi vì là mình ít khi mà đi diễn bar, và đi diễn bar thì phải ăn mặc hơi khác hơn một chút này, rồi là phải biết giao lưu, phải biết khuấy động phong trào, mà em thì rất là nhạt. Có thể là ngồi nói chuyện như thế này thôi, trước khi mà lên sân khấu thì em rất là nhạt luôn ấy. Thì cũng rất là lo lắng, không biết là liệu mình có làm tốt cái vai trò của mình hay không, có là khán giả yêu quý mình hay không. Nhưng mà rất là may mắn với một vài những cái show diễn vừa rồi thì mọi người cũng biết đến em, cũng biết đến ca khúc và ủng hộ cho Yến ra tôi rất là nhiều.